Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 6, trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nếu các quốc gia như Mỹ và Anh hỗ trợ cho Ukraine các tên lửa tầm xa, Nga sẽ buộc phải phản ứng bằng cách kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn. Theo ông Lavrov, các hệ thống tên lửa có tầm bắn càng xa thì Moscow càng phải đẩy lùi những người mà Nga gọi là phát xít ra khỏi ranh giới có thể đe dọa những người nói tiếng Nga và Liên bang Nga. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Mỹ sẽ bắt đầu cung cấp nhiều hệ thống tên lửa và đạn dược tiên tiến hơn cho Ukraine. Các hệ thống phóng tên lửa mới từ Mỹ và Anh được cho là có thể tấn công các mục tiêu cách xa 80 km. Dù Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định không dùng các tên lửa này tấn công vào lãnh thổ Nga, Tổng thống Nga Putin cho biết Nga sẽ tấn công các mục tiêu cho tới nay vẫn chưa bị nhắm đến nếu các tên lửa tầm xa được vận chuyển tới Ukraine. Ngày 7 tháng 6, các quan chức cấp cao của Hàn Quốc và Mỹ đã nhóm họp tại thủ đô Seoul để thảo luận về Triều Tiên. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ và rõ ràng từ Mỹ, Hàn Quốc và thế giới nếu Triều Tiên thử hạt nhân. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun-dong, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết bất kỳ vụ thử hạt nhân nào cũng là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả mạnh mẽ và nhanh chóng. Cơ quan năng lượng quốc tế đã cảnh báo về nguy cơ Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân. Điều này sẽ gây mất ổn định với an ninh thế giới. Tôi tin rằng không chỉ Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản mà toàn thế giới sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ và rõ ràng. Chúng tôi đã sẵn sàng. Tuyên bố của bà Sherman được đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc phóng 8 quả tên lửa đất đối đất rạng sáng ngày 6 tháng 6 ở ngoài khơi phía đông Hàn Quốc nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng 8 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn một ngày trước đó. Theo giới chức tình báo ở Mỹ và Hàn Quốc, Triều Tiên có thể đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân. Trước đó, Triều Tiên đã từng 6 lần tiến hành thử hạt nhân, trong đó lần gần nhất là vào tháng 9 năm 2017. Tổng cộng 10 dự luật nhằm thắt chặt kiểm soát súng đạn đã được Thống đốc bang New York, Mỹ ký ban hành thành luật, trong đó có nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua súng trường bán tự động từ 18 lên 21. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Mỹ liên tục chứng kiến các vụ xả súng đẫm máu và độ tuổi thủ phạm ngày càng trẻ hóa. Theo Thống đốc New York, các vụ xả súng đang xảy ra trên khắp nước Mỹ và bang New York đang thực hiện những hành động mạnh mẽ để ngăn chặn xu hướng này. Việc nâng độ tuổi mua vũ khí bán tự động nhằm ngăn những thanh niên mới lớn được quyền tiếp cận và mua các loại vũ khí có sức sát thương lớn. Các nghị sĩ bang New York đã thông qua các dự luật trên sau hai vụ xả súng hàng loạt trong tháng qua tại một siêu thị ở Buffalo, New York, làm 10 người thiệt mạng và tại trường tiểu học ở bang Texas, nơi 19 học sinh và hai giáo viên bị sát hại. Trong cả hai trường hợp, những tay súng tiến hành vụ thảm sát đều mới 18 tuổi, làm dấy lên lo ngại về độ tuổi của cả những người được phép mua súng, thực hiện các vụ bạo lực súng đạn và nạn nhân của họ. Cơ sở dữ liệu của Washington Post cho thấy thủ phạm của những vụ xả súng ở trường học đang ngày càng trẻ hóa, hầu hết độ tuổi trung bình chỉ là 16. Salvador Ramos, kẻ cầm súng đứng sau vụ thảm sát trường tiểu học Texas hồi tháng trước, được cho là bị ám ảnh bởi trò chơi điện tử bạo lực Call of Duty. Có tới gần 400 triệu khẩu súng ở Mỹ, nhiều hơn đáng kể so với dân số của nước này và gần một nửa số người Mỹ trưởng thành cho biết họ giữ súng trong nhà. Trẻ em tiếp xúc với vũ khí dễ dàng trong chính ngôi nhà của chúng và nhiều người không ý thức được mức độ nguy hiểm của những vũ khí này. Dữ liệu từ tạp chí y học New England cho thấy, vào năm 2020, tai nạn do súng đạn đã vượt qua tai nạn ô tô trở thành nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em tại Mỹ. Ngày 7 tháng 6, Bộ Y tế Campuchia thông báo quốc gia Đông Nam Á này đã loại bỏ COVID-19 sau khi bệnh nhân cuối cùng đã bình phục. Theo tuyên bố của Bộ trên, Campuchia đã không còn ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào trong 31 ngày liên tiếp. Kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 1 năm 2020 đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng hơn 136.000 ca mắc, trong đó hơn 3.000 ca tử vong. Giới chức y tế Campuchia khẳng định thành công này có được là nhờ chiến dịch tiêm vaccine nhanh chóng và hiệu quả. Nhấn mạnh, vaccine là công cụ mạnh mẽ nhất để bảo vệ mọi người trước COVID-19.
Theo Bộ Y tế Campuchia, đến nay nước này đã triển khai tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 15 triệu người trong tổng số 16 triệu dân của nước này, tương đương với 94% dân số. Trong đó, 58% dân số đã tiêm mũi thứ 3, 16% đã tiêm mũi thứ 4. Campuchia sẽ bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine thứ 5 cho các nhóm ưu tiên từ ngày 9 tháng 6 tới. Sáng ngày 7 tháng 6, học sinh Trung Quốc chính thức bước vào kỳ thi đại học, kỳ thi quan trọng nhất hàng năm trong bối cảnh công tác phòng chống dịch tiếp tục được đặt lên hàng đầu khi Trung Quốc vẫn đang thực hiện chính sách Zero Covid năng động. Với 11,93 triệu học sinh tham gia, kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia năm nay ở Trung Quốc có số thí sinh dự thi đạt kỷ lục từ trước đến nay. Theo Bộ Giáo dục nước này, số thí sinh năm 2022 nhiều hơn năm ngoái 1,15 triệu em. Vào ngày 6 tháng 6, Bộ này đã yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường dịch vụ hỗ trợ cho thí sinh, bao gồm các dịch vụ liên quan đến giao thông, sức khỏe và an toàn, đồng thời nhắc nhở thí sinh tuân thủ các chính sách phòng chống dịch của địa phương và tăng cường bảo vệ cá nhân trong kỳ thi. Một số địa phương thậm chí yêu cầu thí sinh phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ. Giáo viên coi thi phải xét nghiệm hàng ngày và chỉ được đi lại giữa nơi cư trú và địa điểm thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Trung Quốc tổ chức thi đại học, kỳ thi được đánh giá là quan trọng nhất, thậm chí là cơ hội đổi đời của học sinh Trung Quốc trong bối cảnh COVID-19 có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, Bộ trưởng Môi trường Cộng hòa Dominica, ông Orlando Hogemera cũng đã bị ám sát khi mà đang dự một cuộc họp tại văn phòng vào ngày 6 tháng 6. Hung thủ là một người bạn lâu năm của ông và hiện cũng đã bị bắt giữ. Nghi phạm đang bị cảnh sát giam giữ và điều tra động cơ gây án. Là một luật sư và chính trị gia, Bộ trưởng Mera, 55 tuổi, được giao phụ trách Bộ Môi trường từ giữa năm 2020. Thưa quý vị, giới chức Canada cũng đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine đậu mùa khỉ cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao, có tiếp xúc với các ca mắc trong vòng 14 ngày. Động thái trên được đưa ra sau khi Canada ghi nhận 77 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Con số này cao gấp hơn 15 lần so với 5 trường hợp nhiễm bệnh trên toàn quốc vào cuối tháng trước. Trong đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ lần này, thì phần lớn các ca bệnh là những người đồng tính nam và lưỡng tính. Dù việc triển khai tiêm đại trà vaccine ngừa COVID-19 cùng với miễn dịch do lây nhiễm tạo ra đã làm giảm đáng kể tác động của các đợt bùng phát dịch mới, tuy nhiên Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn khuyến nghị tiêm các mũi tăng cường đối với những người dễ tổn thương do giá trị bảo vệ của vaccine đối với nhóm đối tượng này. Trong khi đó, thì giới chức Mỹ cũng cho hay nước này có thể sẽ triển khai việc tiêm nhắc lại vaccine ngừa COVID-19 mỗi năm. Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới hôm 22 tháng 5, Tổng Giám đốc WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 chắc chắn chưa kết thúc. Mặc dù tổng số ca mắc mới đã giảm đáng kể từ mức đỉnh dịch của làn sóng dịch do biến thể Omicron, số ca mắc vẫn gia tăng ở gần 70 quốc gia trên khắp thế giới, bất chấp việc tỷ lệ xét nghiệm đã giảm mạnh. Đây hầu hết là những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Đại dịch chắc chắn chưa kết thúc. Nó không kết thúc ở bất cứ đâu cho đến khi nó kết thúc ở khắp mọi nơi. Nhìn chung, chúng tôi đã thấy có sự chần chừ về tiêm vaccine do thông tin sai lệch và không đúng sự thật. Đại dịch sẽ không biến mất một cách kỳ diệu, nhưng chúng ta có thể kết thúc nó. WHO và các tổ chức khác hiện đang tiếp tục hối thúc các nước đẩy nhanh các chiến dịch tiêm chủng. Ngoài các mũi cơ bản, WHO nhận định các mũi vaccine tăng cường, tức mũi tiêm thứ 3, thứ 4, có lợi ích thiết thực đối với những người dễ bị tổn thương, gồm nhân viên y tế, những người trên 60 tuổi và những người có hệ miễn dịch kém. Trong khi đó, tại Trung tâm Y tế Đại học Washington ở Seattle, Mỹ cuối tháng 5 vừa qua, nhiều trẻ em 5 đến 11 tuổi đã được tiêm mũi vaccine thứ 3 sau khi Mỹ chính thức phê duyệt kế hoạch tiêm mũi vaccine tăng cường cho trẻ 5 đến 11 tuổi sau khi các em hoàn thành 2 mũi cơ bản ít nhất 5 tháng. Trước đó, Mỹ cũng đã phê duyệt mũi tiêm tăng cường cho các nhóm tuổi trên 11. Cháu đi nhà trẻ ở cùng với nhiều trẻ khác, trong đó có nhiều bé dưới 5 tuổi, chưa đủ tuổi tiêm chủng. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cháu tiêm phòng trước hết là để bảo vệ mình, sau đó là để bảo vệ các bạn nhỏ khác chưa đủ tuổi tiêm.
Cùng với việc triển khai tiêm chủng cho trẻ 5 đến 11 tuổi, Mỹ dự kiến chính thức bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi, sớm nhất là vào ngày 21 tháng 6, nếu được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA thông qua trong cuộc họp vào ngày 14 và 15 tháng 6 tới. Theo giới chuyên gia Mỹ, cần phải chấp nhận thực tế rằng sự hiện diện của virus SARS-CoV-2 là điều bình thường và virus này dường như sẽ vẫn lây lan trên toàn cầu trong tương lai gần. Do đó, Mỹ có thể triển khai việc tiêm nhắc lại vaccine ngừa COVID-19 mỗi năm và mũi tiêm này có thể tiến hành cùng với mũi tiêm vaccine phòng cúm mùa. FDA có thể sẽ yêu cầu cân nhắc cập nhật vaccine hàng năm. Trong khi đó, trong bối cảnh hơn 5 tỷ người trên thế giới đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhu cầu về vaccine trên toàn thế giới sẽ giảm. Các hãng sản xuất vaccine cho biết họ đang chuyển trọng tâm sang sản xuất mũi vaccine tăng cường, tiêm nhắc hoặc mũi vaccine đầu tiên dành cho trẻ em đến độ tuổi. Thưa quý vị, tại Afghanistan, chiến tranh, nghèo đói cũng đã để lại nhiều mất mát và tàn phá hệ thống giáo dục của quốc gia Nam Á này. Với mong muốn là tạo cơ hội cho trẻ em tới trường, thì một tổ chức thiện nguyện nơi đây cũng đã triển khai sáng kiến đó là mở lớp học lưu động ở các vùng nông thôn xa xôi. Đây là lớp học mà nhiều trẻ em nghèo ở Afghanistan có thể tiếp cận. Lớp học lưu động này do tổ chức BenPath thành lập từ năm 2009 và từ đó đến nay, tổ chức thiện nguyện này đã hỗ trợ mở hàng trăm lớp học tại các khu nghèo khó thuộc 13 tỉnh thành, trong đó có tỉnh Kandahar ở phía nam Afghanistan. Dù không hề có phòng học hay bàn ghế, song các lớp học vẫn đang thu hút nhiều bạn nhỏ đến tham gia. Qua lớp học này, em học được rất nhiều điều. Em mong muốn các trường trung học sẽ sớm mở cửa trở lại để các chị của em có thể tiếp tục đi học. Lớp học dã chiến này có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác, dễ dàng bằng xe mô tô. Các giáo viên có thể sử dụng bộ TV và dàn âm thanh để giúp bài giảng thêm sinh động, trong khi đó học sinh được các nhà hảo tâm tài trợ sách vở. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, hiện nay khoảng 3,5 triệu trẻ em ở Afghanistan không được tới trường, trong đó đa phần là trẻ em gái. Để Afghanistan có thể sánh vai với các nước khác thì nền giáo dục cần được đầu tư nhiều hơn, nhất là tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, nơi chưa hề có trường học trong 20 năm qua. Sáng kiến mở lớp học di động mang con chữ đến cho trẻ em ở các vùng nông thôn trên khắp Afghanistan, tuy còn những hạn chế, song tổ chức BenPath bày tỏ hy vọng có thể góp phần đưa thế hệ trẻ ở nước này đến một tương lai tươi sáng hơn. There are no classrooms